Hoàng tử, chào hoàng tử này, không những có con ngựa bạch mã mà lại còn có một thanh gươm báu rất là sắc bén. Đây là một câu trả lời đến với tất cả các khán giả, những fan hâm mộ của giọng hát Việt, rằng chúng ta không chỉ thể hiện tiếng Anh xuất sắc mà tiếng Đức các bạn làm cũng tuyệt vời. Giọng hát rất là có power, hình thức đẹp, rất quyến rũ. Một lần nữa thì anh cũng muốn khẳng định là em hát trên cả tuyệt vời. Em chính là giọng hát Việt.